Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác yêu âm thanh trên khắp mọi miền tổ quốc đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio, chuyên cung cấp phụ kiện audio chuyên nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì tiếp tục em có lên cho anh em và các bác những cái rắc chuyển loa hay là những cọc loa này, rắc loa này, dây loa. Đấy thì rất nhiều anh em và các bác thì có nhu cầu đấy, có nhu cầu cắm rút cái thiết bị. À, như anh em thì có những anh em dùng mỏ chim, có những anh em dùng bắp chuối, có những anh em dùng rất là nhiều càng cua hay mỏ chim. Đấy thì hôm nay em có lên cho anh em và các bác vài cái mẫu rắc này. Đấy anh em nhìn, vài những cái mẫu rắc dây. Đấy, nào thì những là cái bộ chuyển loa, đây gọi là cọc chuyển cầu loa anh em nhé. Đấy, đây là những cái cầu chuyển đa năng để anh em không phải mua thêm bộ dây loa nữa. Ví dụ anh em và các bác, đấy, em sẽ lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu hơn. Ví dụ anh em và các bác đang có những cửa, có những cái bộ bộ dây loa mà đầu phun đầu bắp chuối này, đúng không ạ? Mà cái đầu chuyển của anh em, đấy, mà cái rắc ở trên âm ly của anh em và các bác, đấy, của anh em và các bác nó lại là cái mỏ chim hoặc là cái đút dây thế này, thì chúng ta phải làm sao để cắm được cái dây này, đúng không ạ? Không thể cắm được, chắc chắn là không thể cắm được rồi, đúng không ạ? Cắm vào thì nó sẽ hỏng mất. Em có cách như này, một là anh em sắm cho em những cái mỏ đầu mỏ chim như này để anh em cắm vào. Đấy, cắm vào đây để chuyển ra. Đấy. Ok chưa? Cách thứ hai thì sẽ như của em đây. Đấy, cách thứ nhất là anh em có thể cắm chuyển trực tiếp ở trên cái dây loa này để anh em không phải cắt đi hoặc là anh em phải thi công lại nữa, anh em chỉ phải lắp thêm vào thôi. Còn cách thứ hai là cách anh em có thể đây. Anh em có thể đấu nối vào những cái cầu loa đa năng như này. Đó, anh em nhìn, đấy, hiện tại em đang xoáy đây. Anh em nhìn, đang xoáy. Đây là cái rắc này của nó là cái rắc xoáy anh em nhé. Chúng ta chỉ có thể cắm trực tiếp dây vào đây thôi. Đấy, anh em nhìn, chúng ta chỉ có thể cắm trực tiếp dây vào đây. Bắp chuối hầu như là sẽ không vào được, và mỏ chim, may ra mỏ chim sẽ vào được. Đấy, anh em nhìn, nó đây thì nó sẽ là ra một cầu chuyển cầu loa này thì chúng ta sẽ cắm được cái bộ dây loa. Đó, đây anh em nhìn. Đấy, thì chúng ta sẽ cắm được trực tiếp cái dây loa vào đây luôn. Anh em nhìn thấy không ạ? Đó, cực kỳ đơn giản. Này, em sẽ cắm thử cho anh em nhìn. Đấy, đây là cầu chuyển loa đa năng. Đấy, anh em thấy không? Đấy, thì anh em sẽ có một cái không phải cắt đi hay là phải làm quá nhiều công đoạn. Đấy, thì cái bộ chuyển cầu loa này thì bên em đang bán với mức giá là 250.000 đồng cho một bộ anh em nhé. 250.000 đồng cho một bộ này, anh em nhìn, 4 chiếc tất cả. Đấy, thì những cái cầu chuyển đa năng thì anh em này thì anh em vừa có thể cắm mỏ chim này. Đấy, đút dây vào đây, hoặc đút mỏ chim vào đây, hoặc cắm bắp chuối trực tiếp vào đây. Đó, ok chưa? Hai dây đỏ, hai dây đen. Và tất cả dây bên em thì đều là dây Nhật bãi hết anh em nhé. Đấy, mạ bạc hết này. Anh em nhìn thấy không ạ? 250.000 đồng cho một bộ, miễn phí vận chuyển cho anh và bác. Đó, có anh em nào mà không muốn nó chuyển quá nhiều, anh em muốn không muốn chuyển quá nhiều thì anh em có thể tham khảo cho em những cái bộ rắc loa như này. Đó, rất là nhiều, đi một vòng trước. Nào thì những là cái bộ bắp chuối carbon này. Đấy, đây là cái bộ, những bộ này là bộ cao cấp rồi. Bộ những cái đầu bắp chuối carbon răng cưa này thì nó rơi tầm 80.000 đồng cho một chiếc anh em nhé. Đấy, 80.000 đồng một chiếc. Đấy, bên trong này thì có một cái ruột nữa anh em nhìn đó, và bên ngoài của nó thì có một cái lớp vỏ bằng carbon hoàn toàn, được chưa? Rắc mạ rất đẹp, 80.000 đồng một chiếc anh em nhé. Đó, anh em nào muốn lấy cả bộ thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Giá này thì nó khá là cao nên là rất ít khi bên em bán lẻ những cái rắc này, nhưng mà tiện hôm nay lên những cái cầu loa thì em sẽ lên tranh thủ lên cho anh em và các bác. Để tính ra một bộ của nó tận 640.000 rồi, anh em nhân lên mà cho em. Tổng một bộ của nó sẽ là 4 đầu, 8 đầu tất cả, đúng không ạ? Đây là một bộ, đây là một vế loa, tổng là 8 đầu. 8 đầu thì 8 nhân với cả 8 là 664. Đấy, tổng là 640 cho bộ này. Đấy, thì hôm nay em cũng muốn lên luôn cho anh em những cái đầu rắc của Hitachi nữa, mới về được, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đó. Nó tương tự cái đầu carbon kia, nhưng cái này là chính hãng của Hitachi luôn. Anh em nhìn, cho anh nhìn một vòng, anh em nhìn một vòng nữa. Đó, anh nhìn này, quá đẹp luôn. Mạ vàng sáng bóng luôn. Có lõi trông rậm anh em nhé.
có lõi chống dập đó. Ok chưa, đây em xoáy ra cho anh em nhìn cái vỏ nó đây, anh em nhìn này. Nhật xịn luôn nhé anh em nhé. Đây em chứ cái vỏ nó bằng gì, anh em nhìn khá là chắc chắn bằng đồng đấy, và được phủ một cái lớp ba sơn rồi, anh em yên tâm không bao giờ bị chạm đó. 80.000 đồng một chiếc này đấy, giá cũng khá là cao đấy. Thường thì bên em hay làm vào những cái bộ dây loa xịn cho anh em luôn, chứ rất ít khi anh em mua về tự làm những cái rắc đắt này, cũng rất ít, có chứ không phải là không có đó. Ngoài ra anh em nào cần cái loại, những cái loại mà rẻ hơn em vẫn có đấy. Em cắm thử cái loại đắt cho anh em nhìn chắc chắn như nào đấy, chắc cực kỳ chắc luôn anh em ạ. Đó, gọi là rắc bắp chuối răng cưa mà. Đấy, cắm rút cực kỳ chắc chắn mà nó dễ dàng, mà nó không bao giờ bị mòn hay bị cũ đi anh em nhé. Đó, và anh em là muốn rẻ hơn thì em có những cái bộ rắc như thế này. Đấy, rắc bắp chuối bãi của Nhật anh em nhé. Bắp chuối bãi của Nhật 250.000 đồng cho bộ 8 chiếc. Đấy, có tặng con nhiệt cho anh em luôn. Tặng con nhiệt sẵn cho anh em về anh em tự làm. Đấy, nha. Đây anh em. Đấy, đây như cái bộ trên tay em này. Đấy, co nhiệt nó sẽ như này. Để em sẽ tặng kèm cho anh em và bác về anh em tự làm. Ví dụ nhà anh em mà có dây rồi mà anh em muốn về làm để anh em cắm rút nó dễ dàng hơn. Này, bắp chuối này 250.000 đồng cho một bộ gồm có 8 chiếc tất cả anh em nhé. Đấy, đây. Cái bắp chuối em trong túi về em vừa lên đây cho anh em đây. Đấy, bắp chuối bãi Nhật bằng đồng hoàn toàn được chưa? Và nó mạ vàng luôn. Cực kỳ đẹp. Đấy. Vặt ốc nhá, về anh em vặt ốc không phải hàn hùng gì cả. Đấy. 250.000 đồng cho một bộ gồm có 8 chiếc tất cả. Đấy, ngoài ra thì em cũng có cả rắc mỏ chim mềm này. Đấy, mỏ chim mềm. Đấy, đây là mỏ chim mềm. Đấy, mềm này thì anh em đút vào những cái đằng sau loa cũng rất là dễ dàng. Đây, đây là mỏ chim cứng này anh em nhé. Đây là mỏ chim cứng này, nó khác nhau. Đấy, bằng giá luôn, 250.000 cho một bộ gồm có 8 chiếc tất cả. Đấy, đây mỏ chim đây. Đó, em sẽ chia sẵn cho anh em trong bộ này luôn, 8 chiếc tất cả, và tặng co nhiệt cho anh em về anh em tự làm, vặn ốc vít ra, đúc dây vào, vặn vào là xong. Đấy, cực kỳ đơn giản. Đấy, ngoài những cái rắc mỏ chim ra thì em có cả những cái rắc càng cua này. Đấy, càng cua to, càng cua nhỏ đều có hết nhá. Đấy, cũng đồng giá hết anh em ạ. Đấy, cái càng cua này thì dùng thế nào? Đấy, như cái cầu loa này anh em nhìn này, những cái cầu loa nhỏ tí này này, cái dùng càng cua rất là phù hợp luôn. Đấy, đây em sẽ cắm thử cho anh em nhìn. Như cái càng cua nhỏ này thì đút vào đây nó sẽ không vừa đúng không ạ? Nhưng mà cái càng cua to này thì lại đút vừa này. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Đó. Đây, càng cua to này lại đút vừa. Anh em làm dây vào đây, anh em đút vào là xong. Nhưng mà có những cái nó lại phải nhỏ hơn nó mới vừa cơ. Đấy, đây anh em nhìn. Đó. Đều bằng giá nhau hết anh em nhé. Đây. Càng cua to và càng cua nhỏ đều đồng giá 250.000 đồng cho một bộ 4 cái. À 8 cái anh em nhé. Đây, nhưng mà cái càng cua to nó có hai khớp này anh em nhìn này. Đấy, nó có khớp to, khớp nhỏ này. Đấy, còn cái này chỉ có khớp nhỏ thôi anh em nhé. Đấy, như cái này lại vào cái âm ly kia lại không vừa. Đấy, anh em nhìn, như cái này vào cái âm ly này lại không vừa vì nó quá to. Đấy, anh em nhìn, nó quá to, nhưng mà cái nhỏ này vào phát vừa luôn này. Đấy, nên là nó phải phù hợp với cả dàn của anh em và các bác. Đấy, nó phải phù hợp. Quan trọng nhất là cái nhu cầu. Quan trọng nhất là cái nhu cầu của anh em bác đến đâu thì mình sắm đến đấy. Đấy, ngoài ra anh em nào muốn có những cái, mua những cái đầu đầu chuyển. Đây là những cái đầu chuyển hoặc là cầu nối cho những cái loa full. Loa có hai cầu, cầu trên và cầu dưới anh em cần nối với nhau mà cần những cái dây xịn một chút. Đây thì đây. Đây là cầu cầu loa nót đót anh em nhé. Đấy, hai đầu càng cua. Giá là 350.000 đồng cho một bộ này. Đấy, 350.000 đồng một bộ anh em nhé. Đấy, 350.000 đồng một bộ. Đấy. Ok. Ngoài ra anh em nào có cái nhu cầu về gì về rắc hay là dây thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình. Đấy, 80.000 đồng cho một chiếc rắc này. Đấy, 50.000 đồng. À đây, bộ này là 250, 250 hết. Đấy, tất cả đồ hầu như là 250, còn đâu là
Đây cái dòng bộ này là sẽ là 640 cho bộ anh em nhé. Đó. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh và bác trong video tiếp theo. Số điện thoại em sẽ để ở ngay trên màn hình nhé. Anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với em, không cần cọc trước, ứng trước một đồng nào cả. Cảm ơn tất cả, xin kính chào và hẹn gặp lại.